đừng nghĩ đây là những thứ bỏ đi. Chúng hoàn toàn có thể trở thành chiếc lồng đèn xinh xắn như thế này. Không chỉ là lồng đèn và quà bánh thôi đâu, mà còn có những món quà tinh thần khác nữa. Câu lạc bộ Tương Lai Xanh có 70 thành viên, thành lập được 8 năm và đây là năm thứ 7 các bạn trẻ này đứng ra tổ chức chương trình du hội trăng rằm cho các em nhỏ vùng sâu. Kinh phí mua quà bánh, các bạn vận động mạnh thường quân thông qua mạng xã hội. Còn nguyên liệu làm lồng đèn, không gì khác là hàng ngàn poster phim xin về từ rạp. Tranh thủ giờ rảnh rỗi, mỗi người góp một tay, biến đống giấy tưởng chừng bỏ đi trở thành những chiếc lồng đèn xinh xắn. Như quý khán giả thấy thì ở đây những cái poster phim sẽ được các bạn cắt thành những cái mảnh giấy tròn, sau đó sẽ chuyển sang công đoạn thứ hai. Ở bên đây thì sẽ có một nhóm bạn đục lỗ, những cái lỗ nhỏ có tác dụng che ánh sáng. Và tiếp theo thì sẽ chuyển sang công đoạn thứ ba. Ở bên đây thì các bạn sẽ gấp lại thành 5 góc sao cho đều nhau là được. Một cái chiếc đèn thành phẩm thì nó sẽ nhanh gọn lẹ và dễ thương như thế này. Lan ơi, thường một bạn á, thì sẽ làm được bao nhiêu cái đèn như thế này trong một ngày? Dạ, trong một ngày nếu mà làm xuyên suốt á, thì bạn có thể làm hơn 20 cái lồng đèn. Chị. Làm như vậy thì có ảnh hưởng gì tới chuyện học của các bạn ở đây không? Dạ, không có. Tại vì á, làm lồng đèn là mấy bạn tranh thủ giờ rảnh mấy bạn vô. Coi như cái việc làm lồng đèn là việc giải trí của mấy bạn, vừa vui mà vừa ý nghĩa nữa. Vâng, thưa quý khán giả, những chiếc lồng đèn này có thể là nó không có màu sắc sặc sỡ giống như là lồng đèn mua ở chợ. Thế nhưng đây là tất cả tâm ý, là tình cảm và cả sự hy sinh của các bạn trẻ ở đây nữa. 500 chiếc lồng đèn này sẽ được chuyển tới trường tiểu học Ngãi Xuyên A, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trong vài ngày tới. Ngoài 10 phần học bổng trị giá 5 triệu đồng, nhiều mạnh thường quân còn ủng hộ tập sách, bút màu và hàng trăm chiếc bánh, hứa hẹn mang đến đúng cho rồi. Các em nhỏ một mùa trăng đúng nghĩa. Em mong là những món quà này sẽ là những cái động lực để giúp các em có thể học tốt và chăm ngoan hơn. Trên nền bài hát Ngày Đẹp Tươi, 70 tình nguyện viên cũng đang tất bật tập dượt tiết mục nhảy dân vũ cho đêm hội trăng rằm sắp tới. Hy vọng một mùa trăng không khuyết sẽ đến với những đứa trẻ không may, để từ đây các em biết đoàn kết hơn, yêu thương hơn và biết sống đời san sẻ như các anh chị sinh viên đang làm. Một